quân đội Hoa Kỳ công bố bày máy bay không người lái mới sẽ trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vũ khí hủy diệt hàng loạt là một thuật ngữ được sử dụng trong giới kiểm soát vũ khí, biểu thị một thứ gì đó có khả năng gây sát thương trên quy mô lớn và tuân theo các điều ước quốc tế. Nhà phân tích Jack Kallenborn, chuyên gia về vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, lập luận trong một nghiên cứu gần đây của trung tâm nghiên cứu răng đe chiến lược của không quân hoa kỳ rằng một số máy bay không người lái sẽ được coi là một vũ khí hủy diệt hàng loạt lập luận có thể giống như việc kiểm soát vũ khí trên lý thuyết ngoại trừ việc quân đội hoa kỳ đang nghiên cứu một bầy đàn gây chết người phù hợp với mô tả của kalanborn cơ quan dự án nghiên cứu tân tiến quốc phòng hoa kỳ đã hợp tác với ngành công nghệ để phát triển máy bay không người lái được khai triển thành bầy đàn để áp đảo đối phương gọi là bày đàn máy bay không người lái. Theo National Interest, lục quân Hoa Kỳ không đơn độc trong việc phát triển vũ khí dựa vào chiến thuật bày đàn, vì Hải quân Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu phát triển các giải pháp sử dụng nền tảng tự động, không có người điều khiển, có thể giao chiến với đối phương bằng các cuộc tấn công bày đàn. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu máy bay không người lái có thực sự là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không? Bài nghiên cứu được chuẩn bị cho Trung tâm Nghiên cứu răng đe chiến lược của không quân Hoa Kỳ và đề cập đến vũ khí hủy diệt hàng loạt chính xác là gì? Vũ khí hủy diệt hàng loạt là những vũ khí gây ra sự hủy diệt lớn hoặc là giết chết một số lượng lớn người, không nhất thiết phải bao gồm loại trừ những vũ khí phóng xạ hoặc là hạt nhân. Có ít nhất 20 định nghĩa do chính phủ Hoa Kỳ đưa ra và chúng bao gồm 6 loại. Vũ khí hạt nhân, sinh học, và hóa học, tức là NBC. Vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ hoặc hạt nhân, tức là CBRN. Và vũ khí nổ mạnh, tức là CBRNE. Cuối cùng, cũng có những vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc là các hiệu ứng tương tự, có khả năng bao gồm vũ khí phóng xạ hoặc là hạt nhân, và các phương tiện khác gây ra sự gián đoạn lớn như tấn công mạng. Kallenborn là một chuyên gia về hệ thống không người lái và vũ khí hủy diệt hàng loạt mô tả một loại bầy đàn không người lái có vũ trang hoàn toàn tự động, được gọi là AFADS. Sau khi được phóng ra thì bầy đàn máy bay không người lái có vũ trang sẽ định vị, xác định và tấn công các mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người. Callenborn lập luận rằng một đàn kiểu bầy đàn máy bay không người lái có vũ trang là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt chính hiệu vì mức độ nguy hại mà nó có thể gây ra và do không có khả năng phân biệt thường dân với các mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, nó sẽ phụ thuộc vào số lượng và trọng tải của máy bay không người lái vũ trang trong bầy. Việc chứng minh có phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không có thể rất khó khăn. Làm thế nào để biết liệu chúng ta phải đối mặt với một bầy đàn đơn cấp vũ khí hủy diệt hàng loạt? hay một bầy đàn nhỏ hơn. Cullenborn nói, loại vũ khí này cho thấy sự cần thiết phải xem xét cẩn thận những rủi ro nào mà Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận. Cullenborn giải thích vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể được coi là khác biệt với các vũ khí thông thường dựa trên mức độ gây hại, đạo đức và phương thức hành động. Vũ khí hủy diệt hàng loạt có nghĩa là chúng có thể gây hại nhiều hơn đáng kể so với vũ khí truyền thống giống như kẻ hủy diệt. Những chiếc máy bay không người lái như vậy có thể trông giống như khoa học viễn tưởng. Nhưng quân đội Hoa Kỳ đang nghiên cứu cụm đạn thông minh của hệ thống máy bay không người lái cho phát triển hỏa tiễn, trông giống như một hiện thân trong thế giới thực của bầy đàn máy bay không người lái có vũ trang. Ông nói thêm rằng, trong khi bầy đàn có thể đóng vai trò là một vũ khí răng đe chiến lược, thì sự sẵn sàng của nó các hệ thống phòng thủ khác khiến cho chúng không lý tưởng cho vai trò này đặc biệt là so với vũ khí hạt nhân xét ở một góc độ máy bay không người lái là một vũ khí tấn công và các quốc gia có thể thấy bầy đàn máy bay không người lái và hệ thống phòng không tự động linh hoạt rất thu hút để làm vũ khí diệt chủng theo bài viết các mối nguy hiểm tiềm tàng khác được đề cập đến bao gồm khả năng các máy bay không người lái tấn công máy bay thương mại khi được những kẻ khủng bố phóng ra từ bên ngoài phi trường, nhất là khi cuộc tấn công có thể tránh được trạm kiểm soát an ninh. May mắn thay, đã có giải pháp phòng thủ để chống lại các cuộc tấn công như vậy. Điều này có thể bao gồm các vũ khí rẻ như laser, súng và thậm chí cả súng máy thông thường có thể nhắm vào các máy bay không người lái. Kalenborn gợi ý vi sóng công suất cao cũng có thể được sử dụng để phát ra các thiết bị điện tử trong máy bay không người lái. Và ông nói thêm rằng bầy máy bay không người lái có thể được sử dụng để đánh bại các bầy khác. Ngũ Giác Đài đã cân nhắc sự lựa chọn đó và quân đội Hoa Kỳ cho là đang phát triển bầy đàn máy bay không người lái tấn công. Mặc dù nhỏ bé, nhưng dễ dàng nhận thấy những đám máy bay không người lái thực sự có thể là vũ khí hủy diệt hàng loạt dự án Cluster Swarm đang phát triển một đầu đạn hóa tiễn để phân phối một nhóm máy bay không người lái nhỏ bay ra ngoài để xác định vị trí và hủy diệt các phương tiện bằng thiết bị xâm nhập phát nổ, hay gọi là EFP. EFP phun ra một kim loại xuyên giáp, tốc độ cao, khoảng hàng chục hoặc là hàng trăm mét. Điều này tương tự về khái niệm đối với bom CBU-105 hiện có một loại đạn nặng 1.000 pound, mỗi quả rải ra 40 quả bom. Những quả đạn con skid trên khu vực mục tiêu, mỗi quả sẽ thả xuống, quét mặt đất bằng đạn con skid, cho đến khi tìm thấy một chiếc xe tăng và khai hỏa thiết bị xâm nhập phát nổ vào mục tiêu. CBU-105 do máy bay thả bom B-52 thả thành công đã hạ cục toàn bộ các cục trụ của xe tăng Iraq vào năm 2003 khiến cho chúng được gọi là Cans of web As, đem so với Cluster Swarm còn mạnh hơn rất nhiều. Cluster Swarm bao gồm các máy bay không người lái, được chất đầy các hỏa tiễn GMLRS hiện có của quân đội, mang trọng tải 180 pound và có tầm bắn hơn 70 km, hoặc là hỏa tiễn ATA CMS mang trọng tải 350 pound trên 270 km, Ý tưởng ban đầu là trọng tải hỏa tiễn sẽ là máy bay không người lái quadcopter, được bọc trong một lớp vỏ khí động học, có thể phân tán chúng trên khu vực mục tiêu. Tuy nhiên, những thách thức khi mở máy bay quadcopters giữa không trung có thể là quá lớn. Vì quá trình phát triển giai đoạn 2 gần đây đã hoàn thành, chuyển đến công ty có cách tiếp cận hơi khác. Công ty cho rằng cluster swarm sẽ mạnh hơn rất nhiều so với các can web as cbu 105 hiện có vì hai lý do cbu 105 chỉ có thể bắn trúng mục tiêu trong khu vực có chiều ngang vài trăm mét cluster swarm có thể đi săn tìm các phương tiện bị phân tán trên vài dặm vuông ưu điểm khác là kết quả cbu 105 ít trùng lập khu vực tìm kiếm từng đầu đạn nhiều đạn sẽ không có mục tiêu và nơi có sự trùng lập hai hoặc là nhiều có thể tấn công cùng một chiếc sa tăng và bỏ qua những chiếc khác. Một bầy thực sự phối hợp hoạt động sẽ giải trừ xung đột để bốn mươi máy bay không người lái luôn tấn công bốn mươi mục tiêu khác nhau. Nếu máy bay không người lái cluster swarm có đầu đạn thiết bị xâm nhập phát nổ tương tự như vũ khí hiện có thì mỗi hỏa tiễn mlrs tức là bệ phóng nhiều hỏa tiễn sẽ phóng ra khoảng 10 máy bay không người lái. Mỗi phương tiện M270 MLRS bắn 12 hỏa tiễn trong một khẩu pháo cho 120 máy bay không người lái. Vì vậy, một tổ hợp gồm 9 phương tiện phóng sẽ cung cấp 1.000 máy bay không người lái sát thủ trên khu vực mục tiêu. Về lý thuyết, đủ để ngăn chặn toàn bộ sư đoàn thiết giáp trên đường đi của nó một bầy đàn như vậy tạo thành vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không? Quá trình phát triển giai đoạn 2 đã hoàn thành vào tháng 3 năm 2021, bao gồm khai triển, chuyến bay được hỗ trợ, thu được mục tiêu đại diện và dẫn đường tự động đến và hạ cánh đúng mục tiêu, cũng như một minh chứng riêng biệt về kết quả của đầu đạn EFP. Nếu lục quân tiến hành giai đoạn 3, và phối hợp các máy bay không người lái và một đầu đạn hóa tiễn, việc khai triển có thể sớm được thực hiện. Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất trong lĩnh vực này, và thậm chí có thể không phải là quốc gia dẫn đầu, vì Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động một số lượng nhỏ máy bay không người lái Kamikaze, chiến thuật Kargu, ở biên giới Syria. Hiện tại thì chúng được thử nghiệm từ xa, như các nhà sản xuất khẳng định cargo có khả năng tự động bay đàn. Trung cộng và Nga Xô cũng không bị thuộc hậu quá xa. Không giống như các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, bay máy bay không người lái có thể được mua với chi phí thấp và yêu cầu kỹ năng, kỹ thuật tương đối ít. Nếu có lợi về quân sự, Hoa Kỳ có thể chọn hoặc là trì hoãn các cuộc thảo luận về việc liệu bầy đàn của họ có được tính là vũ khí hủy diệt hàng loạt hay không tình hình có thể thay đổi nếu những quốc gia khác phát triển chúng và nếu chúng bắt đầu gây ra số lượng lớn thương vong